Kính bạch sư, xin sư cho con một số phương pháp giúp cho việc học kinh Nikaya có hiệu quả và có thể nhớ được lâu. Quý vị nên học các lớp kinh tạng và sau đó ghi chép lại những gì mình được học. Như vậy thì việc học kinh của quý vị sẽ có hiệu quả và có thể nhớ được lâu.